Thưa quý vị, một trong những biểu tượng của nước Mỹ đã làm mê đắm biết bao nhiêu người yêu thích mô tô trên toàn thế giới với vẻ đẹp được đúc kết đằng sau hàng trăm năm. Một dòng xe đã trở thành huyền thoại. Vâng, chúng tôi đang nói tới đó là dòng xe Harley Davidson Fatboy. Và model cổ điển nhưng hàm chứa những tính năng công nghệ này sẽ chính là nhân vật của chuyên mục Xe Cộng ngày hôm nay. Hãy cùng chúng tôi khám phá trong ít phút tới. Chắc rằng các bạn cảm thấy âm thanh vừa rồi khá là quen thuộc phải không? Có thể nó đã có mặt trong rất nhiều những bộ phim của Hollywood, những bản nhạc rock hay là những quảng cáo dành cho phái mạnh. Đó là tiếng ống bô được phát ra từ những chiếc xe của hãng Harley Davidson, một trong những hãng xe khá là lâu đời, sáng giá và có mặt tồn tại cho đến bây giờ. Trước khi chúng ta trải nghiệm một chiếc xe của hãng Harley Davidson thì hãy cùng chúng tôi nhìn lại cuộc hành trình mà hãng xe này đặt chân tới Việt Nam. Khởi nguồn từ năm 1903, Harley cùng với Arthur Davidson thiết kế chiếc xe mô tô đầu tiên trong một túp lều gỗ nhỏ với cánh cửa ghi Harley Davidson Motor Company được viết bằng tay. Trải qua nhiều năm đúc kết sản phẩm, từ những trải nghiệm thực tế của người dùng, Harley Davidson trở thành biểu tượng cho phong cách sống ở nước Mỹ và của người dân Mỹ. Và vào cuối năm 2013 thì thương hiệu danh tiếng với lịch sử hơn 100 năm này đã chính thức có mặt tại Việt Nam với các sản phẩm khiến họ hãnh diện nhất. Có thể kể tới như Street 500, Iron 883, Softail Slim S, Fastboy S và Road Glide Guntra. Và nhân vật chính mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm đó chính là chiếc Fastboy 2017 đến từ hãng Harley Davidson. Các bạn đang theo dõi chuyên mục Xe Cộng. Và để biết rõ hơn những điểm nổi bật làm nên thương hiệu của chiếc Fatboy của hãng Harley Davidson thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Phạm Anh Vũ đến từ Harley Davidson Hà Nội để cùng biết rõ hơn về điều này. Xin chào anh. Chào bạn. Thì anh có thể cho em cũng như là khán giả của chương trình được biết rõ hơn là những cái đặc điểm nổi bật của chiếc Fatboy của hãng Harley Davidson đúng không ạ? Như bạn đã biết rồi thì chiếc xe Fatboy của Harley Davidson là một chiếc xe đặc trưng của dòng xe Softail và nó là đại diện cho những dòng xe cơ bắp nhất của nước Mỹ. Từ những thập niên trước, những năm 91 thì Fatboy đã từng xuất hiện trong những bộ phim kinh điển của Mỹ, ví dụ như là bộ phim Kẻ Hủy Diệt. Thì lúc đó là diễn viên chính đã sử dụng hai lần sử dụng chiếc xe Fatboy. Và đặc trưng của dòng xe Softail đó là bạn không nhìn thấy phần giảm xóc phía sau, bởi vì hoàn toàn cơ cấu giảm xóc phía sau là một điều rất đặc biệt và là độc quyền của hãng Harley. Cho đến giờ phút này thì vẫn chưa có một dòng xe nào khác sử dụng lại cơ cấu của giảm xóc của chiếc xe Fatboy. Thứ hai nữa là về phần đầu, bạn có thể nhìn thấy Fatboy của chúng ta phần đầu rất là đặc trưng với handlebar và với phần đèn giáo đen phía trước rất là lớn. Nó tạo một cái điểm nhấn của sức mạnh của cơ bắp, của cơ khí và phong cách hoàn toàn khác biệt. Cộng thêm với đó nữa là bạn nhìn trên logo của Fatboy cho đến giờ phút này là vẫn hoàn toàn không thay đổi kể từ lúc khi được sinh ra cho đến, và đôi vành phía trước là đôi vành lỗ, và hãng hoàn toàn giữ lại những nét đặc trưng dòng xe classic cổ điển ngày xưa để mang lại cái tính truyền thống của chiếc xe. Tuy nhiên ở phía bên ngoài của xe thì là mang chiếc cổ điển, nhưng về phần động cơ thì là một trái tim hoàn toàn mới và được update rất nhiều từ hãng. Ví dụ những công nghệ mới được áp dụng trên xe như phun xăng điện tử, như chống rung nguồn, xả nén tự động, đó là những công nghệ mà hoàn toàn mới. Tất nhiên là nếu có thời gian, thời lượng chương trình chúng ta sẽ nói sâu hơn về những công nghệ đó sau.